Chào mọi người đến với Mimin Tarot, và ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến cho các bạn chủ đề, đấy chính là niềm vui nào sẽ đến với bạn trong tháng 8. Hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất, vì đây là trải bài chung nên có thể đúng với bạn hoặc là không. Thì đối với cái video ngày hôm nay á, thì sẽ có 3 sự lựa chọn nha. 1, 2, 3, hãy giúp mình lựa chọn một lá bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất, để xem là cái niềm vui tháng 8 này của các bạn là niềm vui gì. Mình cũng phải nhắc lại một lần nữa, đấy chính là đối với mỗi người ấy, thì cái mức độ niềm vui hay là có những bạn ấy thì cái gọi là tí tiêu chuẩn để được gọi là một niềm vui ấy, nó sẽ khác nhau. Đó, thì mình sẽ nói theo dạng như là cái gì nó sẽ diễn ra ở đây và những cái thứ đấy nó có thể sẽ khiến bạn vui là được nha, còn không cần biết là vui nhiều hay vui ít. Ok, hoặc là kiểu dạng như là ban đầu khi mà cái tin này nó tới hoặc chuyện này nó xảy ra ấy, nó cũng chưa vui lắm, nhưng mà dần dần về sau nó mới vui cơ. Đấy, cho nên là hãy cứ từ từ mà chiêm nghiệm nhé. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với số 1 nhé. Xin chào các bạn đến với tụ bài đầu tiên, và đây là trải bài chung. Chính vì vậy hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đó là niềm vui nào sẽ đến với bạn trong tháng 8, thì ngay khi mà bắt đầu cái video này thì mình cũng đã nói với mọi người rằng là cái này, những cái chuyện, có những cái chuyện ấy nó vui hay không ấy, nó sẽ ở cái cách mà chúng ta nhìn nhận vấn đề. Đó, nó có may mắn hay không, nó sẽ phải ở cái cách chúng ta nhìn nhận vấn đề. Bởi vì sao mình nói như vậy thì từ từ nghe biết nhá. Rồi, câu chuyện ấy nó bắt đầu ấy chính là bởi cái sự vô tư của bạn. Và có thể là bạn là người mà đối với cái người này, đối với cái nhân vật này, đối với cái câu chuyện này thì bạn khá là vô tư, bạn khá là hồn nhiên, bạn kiểu tin tưởng người ta đấy, bạn dễ dàng tin tưởng người khác đấy. Cho nên là có thể có một vài những cái dấu hiệu nào đó nó đã diễn ra để nó cảnh báo các bạn rồi, nhưng mà các bạn bỏ qua hoặc các bạn không nghe hay là gì đó. Thì trong tháng 8 này ấy, sẽ có những sự thật được bại lộ ở đây. Đó, đứng ở một cái góc độ nào đó thì có thể bạn cho rằng là khi mình phát hiện ra những sự thật ấy, nó là điều xấu. Có thể một số bạn sẽ nghĩ vậy, hoặc là không vui, vì là sự thật đôi khi nó mất lòng. Đó, nhưng với một số trường hợp khác mình nghĩ rằng các bạn nên mừng đi, nên vui đi, vì các bạn đã biết được rõ ràng cái câu chuyện này nó là cái gì rồi. Rồi, mình thấy là có một cái nhân vật họ đã làm một cái điều gì đấy, có thể là nói dối bạn hoặc là lừa bạn một cái gì đấy. Nhưng mà mình thấy là cái việc mà họ lừa hoặc là họ nói dối này, nó không quá là nghiêm trọng đâu. Có thể là họ có lý do để che giấu cái việc này. Ví dụ như là đó là những cái nỗi khổ tâm của họ, họ không muốn nói. Thế là họ đã dùng những cái lời nói dối để che khuất đi, để che lấp đi cái câu chuyện đó, kiểu dạng như vậy. Và mình thấy rằng là cái người này này, thì mình không rõ là họ là ai. Nhưng mà với mỗi người thì có, với mỗi trường hợp, với mỗi bạn đang chọn tụ bài này á, thì họ có thể là một cái nhân vật khác nhau. Ví dụ họ có thể là người mà bạn đang tìm hiểu, tự nhiên bạn phát hiện ra rằng là người này họ nói dối bạn, họ nói với bạn rằng là họ mới yêu 2 người nhưng thực chất là họ yêu 3-4 người rồi chẳng hạn, họ đã trải qua 3-4 mối tình rồi chẳng hạn. Đó, thì thật ra là cái việc mà họ nói dối như thế thật ra nó cũng không hẳn là một cái gì đấy nó là vấn đề quá to tát, quá nghiêm trọng hay quá lớn đâu. Nhưng khi các bạn biết được ấy, thì rõ ràng là các bạn cũng sẽ có một cái sự thất vọng nhất định. Đó, và mình thấy được rằng là cái thông tin này bạn sẽ biết thông qua những lời đồn, thông qua những cái cuộc đưa chuyện nào đó. Có thể là bạn sẽ, mình lấy ví dụ nhé, bạn đi lên tường Facebook người này, bạn bấm vào một cái bức ảnh nào đó và bạn thấy có hai người nào đấy đang nói chuyện qua lại ở trên cái bức ảnh đó, comment đó, thì bắt đầu bạn mới phát hiện ra sự thật. Đó, kiểu dạng như vậy. Hoặc là sẽ có người nào đấy đưa cái câu chuyện này đến với các bạn, hoặc có thể họ không hề biết là bạn và cái người này đang chơi với nhau, không hề biết, rồi họ vô tư họ kể thôi. Đấy, hoặc cũng có những trường hợp khác là bạn được ai đó gọi là nói cho bạn nghe về cái câu chuyện này. Nhưng đấy là những cái trường hợp là cái câu chuyện này nó sẽ xuất phát từ đâu nhá, nó xuất phát từ bên ngoài, chứ người này không phải tự dưng mà họ thú nhận với bạn đâu. Bạn bắt tận tay dây tận trán họ, bắt đầu họ mới thú nhận cơ. Đó, nhưng như mình nói là cái vấn đề này nó không quá là nghiêm trọng đâu, nó bình thường thôi, nó không phải là một cái gì đấy quá là ghê gớm to tát hay là gây hại gì cho các bạn ở đây cả. Đó, nhưng mà khi các bạn biết được ấy, thì các bạn lại hiểu rõ hơn về con người này,
hiểu rõ hơn về những thứ đang diễn ra xung quanh mình. Đó, và có thể là bạn nhận ra được rằng là à, mình đã nhận được rất là nhiều cảnh báo, nhưng mà bây giờ mình mới nhận ra là mình đã bỏ lỡ những cái cảnh báo đấy rồi. Thì mình thấy được rằng là bạn sẽ không nghỉ chơi với người này đâu. Mình có một cái cảm nhận là bạn không nghỉ chơi với người này đâu. Nhưng mà có thể sẽ có những cái vụ kiểu dạng như là cãi vã, hoặc là làm rúng động mọi chuyện lên để cho nó to tát lên cái câu chuyện này, kiểu dằn mặt họ đấy. Xong rồi mình thấy rằng là đâu nó lại vào đấy thôi, chứ nó cũng không có cái gì đấy quá là nghiêm trọng trong cái câu chuyện này đâu. Đấy, thì cái đấy mình nghĩ là cũng là một cái điều may mắn. Và thêm một điều hay là thật ra những cái sự thật này, thật ra là sớm hay muộn gì bạn cũng sẽ biết thôi. Nhưng thời điểm này là thời điểm đúng để những cái sự việc này nó trồi lên để bạn nhìn thấy. Đó. Và như mình nói rằng người này có một nỗi khổ tâm riêng, họ có một lý do riêng cho những gì mà họ đã làm, họ đã nói với bạn. Đấy, luôn có lý do sâu xa đằng sau những cái câu hỏi mà bạn đang tìm kiếm câu trả lời. Họ có lý do nha, họ nỗi khổ riêng của họ nha. Đó, họ có những cái suy nghĩ riêng của họ. Đấy, thì thật ra là mình nghĩ rằng là không có bông tuyết nào là trong sạch cả. Không bông tuyết nào trong sạch cả. Và nếu như mà những gì mà người này làm ấy, chúng ta có thể ở trong cái mức độ có thể tha thứ để cho họ sửa chữa được ấy, thì mình cũng vẫn khuyên các bạn là có thể cho nên cho cái người này một cái cơ hội để họ sửa chữa. Bên cạnh đó thì bạn cũng phải rút kinh nghiệm cho mình ấy, là để bớt ngây thơ đi. Vô tư với người có thể vô tư được thôi. Đó, còn những cái người như thế này thì cũng vẫn nên để mắt. Đó, vẫn nên tìm kiếm những cái sự thật ở đó ở đây. Và thêm một điều nữa là thật ra thì có những cái sự thật về bản thân mỗi người á, không ai là muốn tiết lộ hay là bộc lộ ra 100% hay là hoàn toàn cả. Cho nên là họ cũng có lý do cho những cái sự thật hay là cho những cái điều lời mà họ đã nói không thật ở đây. Rồi, thế nên là cũng đừng buồn quá nhé. Mình thấy là cũng không phải vấn đề gì đấy đâu. Nhưng mà các bạn nên vui đi. Vì sao đây là niềm vui? Bởi vì có thể thông qua cái sự kiện này, nó sẽ giúp cho cái mối quan hệ này của các bạn ấy, nó có cái bước tiến triển tốt hơn. Bước tiến triển tốt hơn nghĩa là sao? Tức là các bạn chấp nhận được nhau, chấp nhận được những cái mặt tối của nhau, biết được những cái sự thật về nhau. Rồi sau đó chúng ta tính tiếp là chúng ta sẽ làm gì với nhau, chơi tiếp hoặc nghỉ chơi. Đó, dạng như vậy. Cho nên là mình mới nói rằng là vui hay không là nó ở góc nhìn của mỗi người. Đó. Tiếp nhá. Mình thấy rằng một điều nữa này, ở đây á, có một cái thông điệp đến từ phía những người đến từ thiên đường, có nói với bạn rằng là bạn hãy tiếp tục phát triển và tìm kiếm thêm cho mình những cái kiến thức mới á. Bạn giống như là bạn sẽ được dõi theo, bạn sẽ được ủng hộ, bạn sẽ được kiểu giống như là hỗ trợ đến từ những cái người mà đến từ thiên đường này. Đó, và họ kiểu giống như là họ ghi nhận những cái sự nỗ lực hay là vỗ tay cổ vũ cho những cái sự nỗ lực của các bạn. Cho nên là cái tháng này á, mình thấy rằng là các bạn ngoài học những cái kiến thức mới thông qua cái việc là ở đọc sách hay là trải nghiệm hoặc là học hay là như nào đó, thì cái kiến thức mới ở đây đôi khi nó đến từ chính cái câu chuyện nói dối nói thật này. Đấy, bạn nhận ra được rằng là cuộc sống có rất là nhiều kiểu người. Nhận ra được rất là nhiều bài học cho bản thân, thì cái điều đấy là một điều tốt mà, đúng không? Đó, thêm vào đó thì mình thấy rằng là cái sự may mắn ấy, nó đang đứng về phía của các bạn. Cho nên á, là mình thấy có thể thời điểm này á, những cái người mà làm điều không tốt với bạn ấy, hoặc là không thật ấy, kiểu gì cũng sẽ lộ ra. Đó, còn bạn ấy, nếu như bạn đã làm những cái điều tốt ấy, bạn vô tư, bạn thật thà đấy, bạn cũng sẽ nhận lại những cái điều tốt nha. Còn những cái người mà đã nói dối này, hoặc là làm điều khuất tất này, lén lút này, kiểu dạng như vậy, bại lộ hết trước mặt các bạn luôn. Thôi, còn đâu cái việc xử lý cái mối quan hệ này hay là những cái người này như thế nào á, nó sẽ phụ thuộc vào cái tính chất, cái mức độ của cái sự vật sự việc đấy nha. Ok, đấy là số 1 ạ, chị đến với số 2. Xin chào các bạn, đến với tụ bài số 2. Và đây là trải bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đó là niềm vui của bạn trong tháng 8 sẽ là cái niềm vui gì. Thì thật ra là cái trong cái trải bài này của mình ấy, thì nó sẽ có những cái hướng sau đây có thể xảy ra. Tức là nó sẽ có hướng sau đây sau có thể sẽ xảy ra. Nếu bạn không xảy ra theo hướng A thì có thể nó sẽ xảy ra theo hướng B nhá. Đó, ví dụ cái hướng đầu tiên này, cái hướng đầu tiên này nó có liên quan đến yếu tố con cái sinh sản ở đây. Vừa đây chúng ta có vừa một người phụ nữ mang bầu, vừa còn là children ở đây. Thì mình thấy được cái câu chuyện ở đây nó sẽ là đối với những ai mà đang có muốn có em bé đó.
đó, muốn có em bé hoặc là đang mong chờ có em bé hoặc là có gặp khó khăn gì đấy trong cái quá trình mà các bạn có em bé đó, thì có thể một phần trải bài này sẽ dành cho bạn. Còn những bạn nào mà chưa có cái mong muốn đó ấy, thì các bạn cứ từ từ ở đây đợi mình nhé. Đoạn phía sau sẽ dành cho các bạn. Rồi, cái đoạn đầu này á, thì mình thấy rằng là dành cho cái đối tượng như mình nói. Dạo gần đây thì mình nhận được khá là nhiều những cái thông điệp dạng như thế này. Đó, có thể là nhiều bạn trên kênh của mình cũng đang dạng như là có một cái nhu cầu hoặc là một cái mong muốn gì đó liên quan đến việc có em bé ở đây. Thì mình thấy rằng là có thể sắp tới đây các bạn sẽ nhận một cái tin vui nào đó về cái việc có em bé này. Tức là có thể các bạn sẽ mang bầu, đặc biệt với những bạn nào đang khao khát cái điều này. Còn những các bạn khác ấy mà chưa mong muốn cái điều này á, thì các bạn cũng nên cẩn thận một chút, vì các bạn rất dễ sẽ có một cái tin vui về em bé nha. Mình không cần biết các bạn có vui hay không khi việc có em bé nó tới, nhưng nó là dạng tin vui rồi nha. Nó là tin hỉ, tin vui rồi. Thì mình thấy rằng là có một số bạn ở đây, các bạn đã rất là vất vả trên cái hành trình này để có được cái tin vui này. Đó, các bạn có thể là cũng đã rất là chầy chật, rất là chật vật, rất là khó khăn để có thể có được cái tin vui này. Thì vũ trụ có nói với bạn là các bạn hãy giống như là hãy cứ bình tĩnh, dành thời gian để phục hồi lại cái sức khỏe của mình đã. Hoặc là sau những cái sang chấn, hoặc là sau những cái chuyện mà chưa được hài lòng phù hợp gì đó trong cuộc sống của các bạn ấy, thì các bạn dành thêm thời gian để phục hồi cho bản thân của mình, bạn sẽ được đón nhận tin vui này mà thôi. Đó, và khi mà nó tới á, thì cho dù là bạn thích nó hay không thích nó hay là như thế nào chăng nữa, thì mình thấy rằng là hãy học cách để chấp nhận những cái điều này đó. Và mình cảm thấy là đặc biệt với những bạn nào mà cực kỳ mong ngóng ấy, các bạn hãy chấp nhận về việc là mọi thứ diễn ra đều có cái thời điểm thích hợp của nó. Khi mà đến lúc mà nó cần phải diễn ra thì nó sẽ diễn ra thôi. Thì bạn càng thả lỏng bao nhiêu á, thì cái chuyện này nó càng đến sớm với bạn bấy nhiêu nha. Đó, thì đấy là cái trường hợp đầu tiên. Đó, cái trường hợp số 2 ở đây á, nếu như mình nói là không liên quan đến con cái gì đó ở đây, thì mình thấy được rằng là nhiều bạn ở cái tụ bài số 2 này, các bạn đang có một cái dự định, dự án gì đó. Có thể là sửa sang lại phòng ốc, nhà cửa, trang trí lại nhà cửa nha, đặc biệt là cái vấn đề đó. Hoặc là các bạn có một cái dự định, một cái dự án sáng tạo nào đó cho bản thân của mình, thì mình thấy được rằng là bạn nên thực hiện. Bạn nên thực hiện nó trong giai đoạn sắp tới đây nha. Và mình thấy rằng là nhờ vào cái dự án này, các bạn kiểu giống như sẽ được tỏa sáng, các bạn sẽ được là chính các bạn đó. Đấy, đặc biệt là mình thấy rằng là cái dự án này có thể nó tới sau khi mà bạn đã có một cái khoảng thời gian hơi chật vật một chút. Thì mình thấy là hãy cứ dành đủ thời gian để phục hồi đã. Hãy dành đủ thời gian để giống như là lên kế hoạch này, rồi là lên kế hoạch này, rồi là những cái dự định gì gì đấy của các bạn ấy, thì các bạn nên có một cái sự rõ ràng, tính toán với bản thân của mình trước đã, rồi sau đó hãy bắt tay vào thực hiện cái dự án này. Đó, và những đứa trẻ có thể sẽ là cầu nối của bạn, sẽ là thần may mắn của bạn trong giai đoạn này liên quan đến cái dự án của bạn. Dự án của bạn có thể liên quan đến bất kỳ một cái gì đấy, nhưng nó sẽ có yếu tố những đứa trẻ ở đó. Mình lấy ví dụ như các bạn tìm đến sự giúp đỡ của một cái nhân vật nào đấy, như một chuyên gia chẳng hạn, nhưng mà họ không đồng ý giúp đỡ bạn. Đó, bạn hãy lấy lòng con của họ, những đứa trẻ con của họ, cháu của họ. Đấy, là bạn sẽ nhiều khả năng là bạn sẽ được hiểu ý của mình không nhở? Tức là những đứa trẻ ở đây nó sẽ là đóng vai trò như kiểu cầu nối cho bạn, là sự may mắn cho các bạn nha. Trong trường hợp này, trong tình huống này, thì mình thấy nhiều khả năng là bạn sẽ đạt được thôi. Đó, mọi người sẽ rất là vui mừng và bạn cũng sẽ rất là ăn mừng với cái tin vui của mình. Đó, nhưng mà cái con đường mà bạn đi á, cái thứ để mà bạn có thể đạt được những cái kết quả, cho dù bạn ở trường hợp 1 hay trường hợp 2 đi chăng nữa, thì mình thấy rằng là nó sẽ không dễ dàng. Nó sẽ có những cái chuyện này chuyện kia nó xảy ra, nhưng mà các bạn đừng có nóng vội, cứ bình tĩnh thôi. Từ từ chúng ta sẽ tìm được cái cách giải quyết, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, dũng cảm lên, đối diện đối với mọi thứ. Bởi vì là thành công, đi đến những cái thứ thành công, thành tựu trong cuộc đời chúng ta ấy, nó không dễ dàng gì đâu. Nó sẽ luôn có những cái khó khăn. Lúc thì nó ở chỗ này, lúc thì nó ở chỗ kia. Lúc thì nó khó cái này, lúc thì nó khó cái kia. Nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta không bỏ cuộc, chúng ta đối diện, chúng ta chấp nhận, chúng ta giải quyết nó để chúng ta đạt được cái thành tựu mà chúng ta mong muốn nha. Đó, thì mình thấy là ở hai trường hợp này á, thì bạn có một cái thông điệp, đấy chính là
hãy tập trung vào cái tâm trí của bạn. Hãy giống như là hãy biết là bạn thực sự muốn cái gì. Thì tức là bạn phải biết rõ là mình muốn cái gì, mình cần cái gì, cái kế hoạch tiếp theo mình làm gì, mình khao khát cái điều gì ở đây. Đó. Thì những người đến từ thiên đường và cả kể vũ trụ ấy thì mới có thể giúp được bạn. Còn nếu như chính bạn còn không rõ ràng với những điều mình mong muốn ấy, các bạn ước chung chung ấy, hoặc là các bạn mong muốn chung chung ấy, kiểu các bạn tự nhiên các bạn ngồi và các bạn bảo là ước có 1 tỷ. Thôi 1 tỷ đấy nó ở đâu ra vậy? Nếu như mà chúng ta ngồi không thì 1 tỷ đấy nó ở đâu ra mà nó rơi vào người các bạn? Đúng không? Đấy, nên là chúng ta phải nghĩ về những cái việc là 1 tỷ, chúng ta phải làm gì để có 1 tỷ đây? Đi làm việc, việc gì đây? Đó, từ từ dần dần đặt những cái câu hỏi đó, chúng ta sẽ có cái cách để chúng ta có thể kiếm được 1 tỷ đấy, thay vì chúng ta ngồi và chúng ta ước dạng như vậy ha. Đó, thì cái câu chuyện này mình thấy rằng là cho dù nó ở cái chiều hướng nào đi chăng nữa thì mình thấy rằng là nó cũng khá là vui. Ở hướng 1 hay hướng 2, hướng A hay là hướng B chăng nữa thì mình thấy là nó cũng đều là những cái tin rất là vui. Mình cũng nói về những cái mà các bạn cần lưu ý rồi. Bên cạnh đó thì mình thấy rằng là có xuất hiện một cái người đàn ông nào đó, người này có thể là một người hỗ trợ các bạn. Đó, hỗ trợ các bạn, hoặc nếu như trong trường hợp 1 thì đây có thể là chồng, là vợ của các bạn. Đó, họ luôn bên cạnh hỗ trợ các bạn, ủng hộ cho các bạn. Đó, cái trường hợp số 2 thì có thể cái người này chính là cái người mà bạn sẽ phải nhờ họ giúp, hoặc là họ hỗ trợ bạn trong cái quá trình mà bạn đi thực hiện những cái thứ mà các bạn đang ấp ủ, đang thai nghén, như là những cái dự án hoặc là những cái kế hoạch của bản thân. Ok, đấy là số 2. Chúng ta đến với số 3. Xin chào các bạn đến với tụ bài số 3. Và đây là trải bài chung. Chỉ biết vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất, với câu hỏi đó là niềm vui nào sẽ đến với bạn ở trong tháng 8. Thì trong tháng 8 ý, cái niềm vui mà sẽ đến với các bạn ở đây ý, cũng căng nha. Thứ nhất này, in the near future, có nghĩa là cái chuyện này, cái vấn đề này mình nói, nó sẽ xảy ra trong tương lai gần, và khả năng rất là cao là nó sẽ xảy ra trong tháng 8 nha. Câu chuyện bắt đầu đấy là nó liên quan đến việc có hai người nào đó nảy sinh tình yêu với nhau. Chắc chắn là trong đấy là có bạn rồi. Đó, bạn nảy sinh tình yêu với một ai đó, và nói chung là hai người sẽ có thể là thích nhau, hoặc có cảm tình với nhau, hoặc là bắt đầu một cái mối quan hệ, tìm hiểu nhau, yêu nhau trong cái tháng 8 này với một cái nhân vật nào đó. Đấy, thì mình thấy được rằng là cái vấn đề đó nằm ở cái chỗ ấy, là mình thấy là các bạn khá là bối rối. Có thể mình không thấy được ở đây có cái lá bài nào mà nó biểu hiện cho cái sự mà bạn quá bối rối, hoặc là bạn suy nghĩ nhiều quá nhiều hay gì đấy, thì mình thấy là không có. Nhưng các bạn có khá nhiều lá bài nói về việc đấy chính là bạn có vẻ là sẽ cần đến cái sự tư vấn, sự giúp đỡ, sự hỗ trợ đến từ những người xung quanh cho cái câu chuyện tình yêu này của các bạn. Đó, thì ở đây đầu tiên chúng ta có ask for help, thì mình thấy rằng là bạn sẽ cần phải hỏi đến sự giúp đỡ của một số người, hoặc là những cái lời khuyên, hoặc là những cái sự giống như là trò chuyện gì đấy á. Thông qua những cái trò chuyện và những cái lời khuyên đó thì các bạn mới có được cái quyết định gọi là tổng quan nhất, sáng suốt nhất cho những gì mà các bạn sẽ làm trong cái tháng 8 này và với cái người này. Bên cạnh đó các bạn có lá bài đấy chính là hãy tìm kiếm một cái chuyên gia nữa. Cho nên là nếu như được, bạn hãy tìm đến một người mà có cùng cảnh ngộ với bạn, để hỏi họ, để chia sẻ với họ, để nói chuyện với họ xem là họ sẽ phản ứng như thế nào. Đó, họ cho bạn lời khuyên ra sao. Thì cái lý do khiến cho hai người, khiến cho giống như là bạn rơi vào cái trạng thái mà có cái sự phải đi hỏi này này, phải đi tìm kiếm sự giúp đỡ này này, nó đến từ việc đấy chính là có thể cái mối quan hệ này á, các bạn không có ở gần nhau, các bạn có khoảng cách về mặt địa lý với nhau, thậm chí họ sẽ là người nước ngoài. Đó, hoặc là ít thì khác biệt về mặt vùng miền, không thì cũng sẽ ở xa đấy. Đó, thì đấy sẽ là cái vấn đề khiến cho các bạn khá là lăn tăn về cái người này. Rằng là chúng ta không biết là chúng ta có cơ hội gì đấy với nhau hay không, hay là có đến với nhau hay không, hay là như nào đó. Thì mình thấy rằng là thật ra mọi thứ nó vẫn ổn thôi, nó tốt, nó không có sao hết á. Vì cái này cũng đã là một cái niềm vui mà, tức là khi chúng ta xuất hiện một cái nhân vật nào đó, chúng ta cũng phải có cảm tình, chúng ta có tình cảm gì đó với nhau, chúng ta nảy sinh tình cảm gì đấy với nhau, thì nó cũng sẽ có rất là nhiều niềm vui xoay quanh cái câu chuyện tình này. Nhưng đồng thời nó cũng sẽ kéo theo
những thứ chúng ta phải tính toán, phải suy nghĩ về nó. Nhưng ở đây chúng ta có lá bài đấy chính là tình yêu thì không hẳn là lúc nào chúng ta cũng cần phải ở gần nhau. Không phải là lúc nào chúng ta cũng phải kè bên cạnh nhau thì mới là yêu nhau đâu. Đó, thế nhưng mà chính cái khoảng cách mặt địa lý này, hoặc là cái việc mà không có được ở cạnh nhau đây này, nó sẽ là một trong những thứ khiến bạn cảm thấy đau đầu, suy nghĩ. Đó, và sẽ phải là cái thứ mà khiến các bạn cân nhắc về cái mối quan hệ này. Còn đâu về cơ bản, mình thấy các bạn sẽ rất là vui, mọi thứ rất là tốt đẹp với các bạn. Nó chỉ có mỗi vướng cái vấn đề này thôi. Còn đâu mọi thứ sẽ rất là vui, sẽ rất là tuyệt vời, sẽ rất là tốt đẹp với các bạn trong cái tháng 8 này và với cái mối quan hệ này luôn. Thì mình sẽ mô tả một chút nhé. Ở đây thì sẽ có một người mang năng lượng nam, một người mang năng lượng nữ. Thì các bạn mang năng lượng nào thì các bạn tự biết giúp mình nha. Mình sẽ mô tả. Còn mình không quá rõ về việc là bạn là ai trong hai năng lượng này đâu. Rồi, đầu tiên, cái người mang năng lượng nữ thì mình thấy rằng là họ là một cái người mà tự chủ cuộc sống rất là tốt. Họ có thể là đã có một cái chỗ đứng về mặt công việc, tài chính, tiền bạc tương đối ổn rồi. Đó, mình thấy là nói chung cái người này không có gì để chê cả. Thực sự không có gì để chê. Họ vừa có sự tỉnh táo, họ vừa có cái sự ấm áp, họ vừa có cái sự mình cảm thấy như là cũng là có thể nói rằng là họ là một cái gu chuẩn cho mọi người. Khi mà mọi người muốn kết hôn với một người nữ nào đó thì có thể là sẽ tìm đến những cái người này là rất là chính xác đấy. Đó, nói chung về người nữ thì không có gì để chê rồi. Về người nam á thì mình thấy rằng là về ngoại hình của người nam, mình thấy người này rất là khỏe khoắn, có thể là họ luyện tập thể thao gì đấy, có múi miếc gì đấy ở đây. Cái làn da của họ có thể là sẽ ngăm đen đó, hoặc là sẽ nói chung là cũng sẽ đen, không trắng nha. Rồi, không trắng nha. Tóc thì có thể là hơi xoăn, hơi xù một chút, hoặc là cái chất tóc nó sẽ hơi xoăn, hoặc là họ có làm tạo kiểu gì đấy mà nó xoăn xoăn một chút. Đó, mình thì mình thấy được là mình cảm nhận được ở đây á là cái người nữ thì sẽ có xu hướng truyền thống hơn người nam. Người nam lại có xu hướng là phóng khoáng hơn một chút, đó, thoải mái hơn một chút. Đó, nhưng mà có thể là do sự khác biệt về mặt vùng miền, về mặt thậm chí là về mặt dân tộc, về mặt quốc gia, vị trí địa lý này khác, cho nên là hai người phát triển theo hai cái hướng mà nó có cái sự khác biệt nhau ở đây. Nhưng đây không phải là vấn đề to tát. Như mình nói, cái vấn đề to tát đó chỉ là cái sự xa xôi hoặc không được ở cạnh nhau mà thôi. Thì ở đây chúng ta có một cái lá bài. Cái lá bài này á thì nó đề cập đến cái việc đấy chính là, đợi mình nha. Lá bài này ấy, thì nó đề cập đến cái việc đấy chính là một cái thông điệp đến từ phía những người đến từ thiên đường ấy. Họ nói với bạn rằng là chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn, giúp đỡ những cái người quan trọng trong cuộc sống của bạn. Đó, tức là sao? Có nghĩa là mình thấy rằng là bạn á và cái người này có thể sẽ là hai cái nhân vật mà, tức là cái nhân vật này sẽ là cái nhân vật quan trọng trong cuộc đời của các bạn. Đó, và bạn có thể sẽ giúp đỡ được họ, và họ cũng sẽ giúp đỡ được bạn trong cái chặng hành trình tiếp theo mà cả hai người sẽ cùng đồng hành với nhau. Đó, và có thể là nó sẽ bắt đầu từ những cái cảm tình với nhau trước, thích nhau rồi có cảm xúc gì đấy với nhau. Đó, rồi nó sẽ dẫn đến những cái xa hơn của cái mối quan hệ này. Thì bây giờ mình sẽ rút thêm. Đâu rồi? Đây. Fun time, phải nói rằng là hai người rất là vui khi mà hai người đến với nhau. Khi mà hai người có những khoảnh khắc với nhau phải thực sự rất là vui. Ngay từ ban đầu thì mình cũng đã nói là vui lắm rồi. Bởi vì là hai người, tức là có thể có nhiều bạn sẽ nói với bạn rằng là tại sao ở gần mày có bao nhiêu người thì mày lại không để ý đến, mày lại không thích. Mày lại thích những người ở xa như thế này. Tôi nói thật với các bạn ấy, là nếu như mà ở gần mà có được những người thú vị như thế này á, thì bạn này bạn chả việc gì mà phải đi xa. Nói thẳng một câu là như thế. Nhưng mà cái người này này, họ chỉ có cái là họ xa thôi. Đó, nhưng họ lại có rất là nhiều điều thú vị, có rất là nhiều cái sự kết nối mạnh mẽ. Đó, và thật ra là trong Kinh Thánh trong Kinh Thánh ấy, khi mà Chúa tạo ra bà Eva đó, thì đã lấy một chiếc xương sườn của Adam để tạo ra Eva, đúng không? Đó, cho nên là
Mình thấy là nhiều người họ cũng nói rằng là à cái chiếc xương sườn của mình nó nằm ở đâu á, phải đi tìm đúng nó đâu ở cái vị trí đó đấy, lấy đúng cái xương sườn đấy ghép lại thì mới nó mới gọi là kiểu giống như hai mảnh ghép nó mới là chuẩn của nhau. Cho nên hai người này mặc dù ở xa xôi với nhau đấy, bạn ấy, bạn và họ ấy có cái sự xa xôi gì đấy với nhau, nhưng hai người lại là hai cái mảnh ghép mà khá là phù hợp với nhau. Vì mình thấy có cái lá sung mết ở đây này, hẹn hò là cái chắc rồi. Trời ơi, hai người đến với nhau ạ là có một cái sự bàn tay can thiệp từ số phận rồi. Đấy. Mình có một cái linh cảm gọi là có một cái linh cảm thực sự là lúc mà mình nói rằng là mình có một cái linh cảm thì bắt đầu mình rút ra được lá chu lớp này luôn. Thì cái linh cảm đấy của mình khả năng là đúng rồi, tức là cái người này và người này ấy, chính là cái người mà bạn cần tìm đấy. Cho nên là các bạn hãy chờ xem là trong cái tháng 8 này cái người này họ sẽ xuất hiện theo dạng như nào nhé. Ok. Ở đây chúng ta có in the near future rồi. Cho nên nếu như mà trong tháng 8 này bạn không thấy ai á thì đợi thêm một chút nữa, có thể sẽ thấy. Là cái thứ nhất, cái thứ hai trong trường hợp nữa. Nếu không thấy trong tương lai gần ấy thì có thể là cái trải bài này nó lại không phải là một trải bài phù hợp với bạn. Đó, còn đâu mình thấy người này đến rất là gần các bạn rồi. Ok, đấy là số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhấn like đăng ký kênh của mình nha. Bye.